Thưa quý vị, chuyên mục Tôi Yêu Đà Nẵng của Đà Nẵng TV đã nhiều lần kể những câu chuyện cảm động về những con người ngày đêm thầm lặng làm những việc tốt cho cộng đồng xã hội để thành phố của chúng ta trở nên tươi đẹp và văn minh hơn. Và ngày hôm nay thì Tôi Yêu Đà Nẵng sẽ tiếp tục gửi đến quý vị câu chuyện về một con người Đà Nẵng. Với tâm niệm sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, anh đã thực hiện nhiều dự án dành cho các em nhỏ ở miền núi Quảng Nam và mới đây nhất là chương trình Bạn Nhỏ Vùng Cao Xuống Phố. Chương trình Bạn Nhỏ Vùng Cao Xuân Phố nằm trong dự án đi học trên núi do anh Nguyễn Bình Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ Bạn Thương Nhau và Cộng sự tổ chức. Mục đích của chương trình là nhằm động viên giúp đỡ các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Đây là lần thứ hai chương trình được các em nhỏ vùng cao về với phố biển Đà Nẵng. Lần này là 60 em có thành tích học tập tốt. Các em được đi tham quan nhà sàn Bắc Hồ, cầu Rồng, các khu vui chơi giải trí, tắm biển, xem pháo hoa. Một lần được xuống phố, được cảm nhận cuộc sống mới lạ chung quanh, chắc hẳn sẽ giúp cho các em có thêm nhiều động lực để học tập và vươn lên thực hiện những ước mơ của mình. Con được đến Đà Nẵng, được thầy cô chở đi chơi và hôm qua được đi chơi rất là nhiều nơi, được đi tắm biển và chơi những trò chơi ở đó rất là đẹp. Con được đi tắm biển, đi cầu Rồng, đi ăn, đi mua đồ. Con thấy chỗ Đà Nẵng rất là đẹp. Con rất thích khẩu hoa của Đà Nẵng rất đẹp. Con hứa lần sau con sẽ học giỏi hơn để con được xuống Đà Nẵng chơi nữa. Quý vị khán giả thân mến, Quang Tuấn đang trò chuyện với anh Nguyễn Bình Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ Bạn Thương Nhau Đà Nẵng. Anh Nam ơi, tại sao anh Nam lại tổ chức chương trình Bạn Nhỏ Vùng Cao Xuống Phố ạ? Đây là một chương trình nằm trong dự án đi học trên núi của chúng tôi. Dự án đi học trên núi thì là có một gia đình dưới phố sẽ nhận nuôi, hỗ trợ cho một em mồ côi ở trên vùng cao, hết sức là khó khăn và đặc biệt. Thì hỗ trợ qua từng tháng và năm vừa rồi thì vừa kết thúc năm học thì chúng tôi mới nảy ra một ý tưởng, đó là tổ chức một chương trình tham quan du lịch đặc biệt dành cho các bạn nhỏ này để con biết được một thế giới khác, một cuộc sống khác, có một thành phố hiện đại hơn, văn minh hơn đang ở bên ngoài ngọn núi kia. Vậy thì cảm xúc của các bạn nhỏ khi đến với thành phố Đà Nẵng là như thế nào ạ? Hết sức là ấn tượng. Ấn tượng là vì bạn ấy lần đầu tiên nhìn thấy một cái biển mênh mông. Cô ơi sao mà nhiều nước thế? Cô ơi sao mà nước ở đây mặn thế? Rồi là đi siêu thị Vincom thì thấy một cái thang máy chạy lên chạy xuống, thì bảo cái thùng gì mà chạy lên chạy xuống, hay là cho em thầy thiết kế ở núi đi để bọn em về được đi cho đỡ mỏi chân. Đi xem phim một rạp phim hiện đại Vincom, cái tivi gì mà nó to như cái nhà của mình, thì rất nhiều điều bỡ ngỡ, nhưng điều đó cũng rất là cảm xúc với những người làm chương trình như chúng tôi. Dạ, vậy thì mỗi hành trình xuống phố như vậy thì anh cũng như các thành viên câu lạc bộ đã phải chuẩn bị những cái khâu việc như thế nào? Bọn Nam may mắn nhất đó là được sự ủng hộ rất lớn của cộng đồng. Ngay cả ăn từng bữa là đều có các cô chú ở dưới Đà Nẵng. Khách sạn cũng có người lo, xe cộ cũng có người tài trợ. Cho nên bọn Nam chỉ cần chuẩn bị về tinh thần và chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho các con thôi. Vậy thì Quang Tuấn cũng muốn hỏi một chút là với sự giúp đỡ của các thành viên câu lạc bộ thì chúng ta đã có được có thể đó là một ekip rất là hùng hậu đi theo hỗ trợ các em phải không ạ? Anh có thể chia sẻ một chút về hoạt động của câu lạc bộ ạ? Thực ra thì ekip thì ở Đà Nẵng thì cũng tầm 40-50 người. Và để làm được việc này thì chúng tôi đã trải qua 13 năm. Và qua 13 năm đó thì chúng tôi có rất nhiều dự án. Những dự án đinh như là xây trường trên núi. Rồi bây giờ là đi học trên núi, Bạn Nhỏ Vùng Cao Xuống Phố. Trước đó thì chúng tôi có những như là tủ sách vùng cao, bữa cơm miền núi. Tất cả những mọi hoạt động đều hướng về giáo dục trẻ em miền núi. Ở Đà Nẵng thì đặc biệt vừa rồi là có 2 năm dịch. Thì bọn Nam đã 2 năm dịch đó chúng tôi đã coi như là dốc toàn tâm toàn lực. Trong vòng chỉ một tháng thôi, không ai huy động được gần mấy tỷ bạc để mà làm những cái chuyến xe đồng bào, đón đồng bào từ miền Nam về ngang qua Đà Nẵng. Thì bọn Nam tổ chức những cái chuyến xe đưa bà con đi ra ngoài kia mà không phải đi xe máy nữa. Hoặc là hướng về tuyến đầu của thành phố, hỗ trợ cho các bệnh viện dã chiến, các y bác sĩ, và hướng về người dân. Đó là những chương trình cơm miễn phí hoặc hỗ trợ đồng bào trong những hạt gạo nghĩa tình. Có thể thấy là rất là nhiều hoạt động ý nghĩa. Vậy thì anh Nam có thể chia sẻ những cái dự định của câu lạc bộ trong thời gian đến? Khó khăn nhất vẫn là trẻ em.
khó khăn nhất vẫn là những bạn nhỏ mồ côi. Bọn Nam sẽ tiếp tục để làm sao các con được tiếp tục đến trường, bám chữ, bám trường để có được cái chữ, bởi vì đó là cái cách lâu bền nhất và lâu dài nhất để các con lớn lên trưởng thành, quay trở về xây dựng phát triển mảnh đất ấy. Xin được cảm ơn anh Nam và chúc cho những dự định của anh sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi hơn đến cộng đồng và đặc biệt là các em nhỏ vùng cao. Cảm ơn Quang Tuấn, cảm ơn quý vị khán giả. Đây là một cái chương trình rất là tuyệt vời, dưới sự chủ nhiệm của câu lạc bộ Lan Nguyễn Bình Nam đã gắn kết và kết nối được những cái yêu thương từ các anh chị ở đồng bằng để mang lại những cái tình yêu thương cho học sinh. Rất là hâm mộ anh Nam và cũng muốn làm một cái điều gì đó góp phần cùng đồng hành cùng anh Nam để cho mang cái niềm vui đến cho các bạn vùng cao. Cái hoạt động giống mấy cái bạn nhỏ xuống vùng cao xuống phố rất là ý nghĩa và lan tỏa những cái sức ảnh hưởng cho cộng đồng, lan tỏa sức trẻ, lan tỏa những cái niềm năng lượng tích cực nhiều nhất cho xã hội. Thưa quý vị, trong hành trình trải nghiệm cùng chương trình Bạn Nhỏ Vùng Cao Xuân Phố đã giúp cho Phan Tuấn hiểu hơn về nhiệt huyết cũng như là tình cảm của anh Nguyễn Bình Nam cùng các thành viên trong câu lạc bộ. Họ đã nỗ lực không ngừng để cho các em nhỏ được đến trường, được học chữ và đặc biệt là có những kỷ niệm đẹp cùng thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Và hy vọng hành động đó sẽ tiếp tục được lan tỏa để cuộc sống của chúng ta trở nên muôn màu và ý nghĩa hơn.